Thưa quý vị, hình ảnh chiếc quạt đã đi vào ký ức và gắn liền với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mỗi khi được xòe ra như mở ra cánh cửa với thế giới muôn màu, đem đến sự thanh thoát nhẹ nhàng cho tâm hồn. L'éventail est un élément important de la mode féminine. Il a un rôle dans la conception culturelle et sociale des sentiments au 19e siècle. En l'ouvrant, on dirait qu'il ouvre aussi la porte d'un monde plein de couleurs, plein de fraîcheur. Les jeunes filles de la communauté vietnamienne vont vous dévoiler sa beauté. Merci.